Xin chào tất cả các anh chị trong webinar buổi tối ngày hôm nay. Thì có rất là nhiều những anh chị hỏi Nguyệt cũng như gửi email rất là nhiều về cái vấn đề bị nám da. Thì thực sự ra nám da nó là một cái nó không phải là một cái bệnh lý. Nó là do những các cái rối loạn sắc tố trên bề mặt da, và có rất là nhiều người buồn phiền về cái điều này. Đã có nhiều câu hỏi liên quan và cũng chưa có được câu trả lời. Thì hôm nay Nguyệt cũng có chia sẻ về những các cái căn nguyên của nám và những các cái phương pháp cũng như là những các cái hạn chế để làm thế nào những các cái vết nám nó có thể mờ đi cũng như là nó có thể là nó sẽ không phát triển trong những các cái thời gian nhất định. Các sản phẩm của Nu Skin thì ông cha ta có câu là không có phụ nữ xấu, chỉ có những phụ nữ không biết làm đẹp hoặc chưa biết cách làm đẹp. Thực ra là chúng ta phải biết là hiện nay ở những các cái môi trường sống của chúng ta, đặc biệt là cái khí hậu Việt Nam, có những các cái bụi bặm, những các cái ô nhiễm môi trường, những các cái mỹ phẩm tràn lan không được kiểm nghiệm, cũng như là công việc thì bấp bênh, có rất là nhiều những các cái nỗi lo trong cuộc sống. Cho nên là chị em phụ nữ rất là căng thẳng và mệt mỏi. Tất cả những các cái yếu tố đó nó gây nên những các cái tình trạng sạm da đối với chị em phụ nữ, và những các cái yếu tố ảnh hưởng đến da nhiều nhất đó là ánh nắng mặt trời. Ánh nắng mặt trời thì được coi là kẻ thù của da. Nếu như mà chúng ta không che đậy một cách cẩn thận thì da của chúng ta rất là dễ bị nám, bị sạm. Và khi mà bị nám, bị sạm rồi thì cái vấn đề điều chỉnh nó rất là khó. Một cái vấn đề nữa để da của chúng ta không được đẹp, đấy là cái vấn đề về nước. Hiện nay thì có rất là nhiều những người có những các cái người thường xuyên uống nước, tuy nhiên uống nước không đúng cách nó cũng là một cái vấn đề mà da của chúng ta không thể đẹp được. Nếu như mà chúng ta nhân mỗi một 10 kg trọng lượng cho 0,4 lít nước thì chúng ta sẽ quy ra cái số nước mà chúng ta cần phải uống. Tuy nhiên thì chúng ta không phải uống liền tù tì, mà chúng ta chỉ nên uống từng ngụm nhỏ trong ngày. Tuy nhiên thì buổi sáng ngủ dậy chúng ta uống một ly nước đầy độ khoảng 300 ml, và buổi tối chúng ta cũng uống khoảng 300 ml một hơi. Như thế để làm đào thải những các cái độc tố ban đêm trong quá trình chúng ta ngủ. Và đặc biệt là số nước ban ngày chúng ta không nên uống những các cái ly to. Và hiện nay ở Nu Skin, đặc biệt là với cái khí hậu ở mùa mùa đông rất là khô, thì Nu Skin có những cái sản phẩm xịt dưỡng ẩm mà hiện nay có bán ở thị trường Việt Nam. Đó là cái sản phẩm phun phun sương, là cái NaCAP đấy. Là cái sản phẩm đấy, nó là thành phần của nó chính là chủ yếu là khoáng chất. Và chúng ta thường sử dụng để chạy máy Galvanic Spa. Thì cái sản phẩm này nó có tác dụng là dẫn điện. Ngoài tác dụng dẫn điện ra, nó còn có cái tác dụng làm ẩm cho da. Cho nên là nếu mà chúng ta để ở trong túi mà cứ lâu lâu chúng ta xịt lên trên mặt, hơi hơi vỗ vỗ nhẹ nhẹ, hoặc là chúng ta xịt lên tóc nếu mà tóc khô, hoặc là xịt lên tay tay khô, thì đấy nó cũng là một phần cung cấp nước cho da rất là tốt. Thế thì nguyên nhân gây nám thì có rất là nhiều những các cái nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên thì phải nói đó là những các cái gen di truyền. Gen di truyền này thì thường là phụ nữ có gen di truyền từ mẹ, hoặc là cũng có một số người có gen di truyền từ bố, bố bị cũng bị nám và con cái cũng bị nám theo. Cái thứ hai nữa đó là những các cái rối loạn sắc tố ở trên bề mặt da. Thứ ba là rối loạn nội tiết. Thì cái rối loạn nội tiết này thì thường có những dấu hiệu của nám khi mà chị em phụ nữ sau khi sinh nở, hoặc là điều trị một số những các cái bệnh lý về phụ khoa, cũng như là điều trị một số những các cái bệnh lý về những các cái tuyến nội tiết. Cái thứ tư đó là ánh nắng mặt trời. Thì ánh nắng mặt trời nếu như mà chúng ta chỉ đơn thuần, chúng ta chỉ che đậy bằng khẩu trang thì nó chỉ che chắn được một phần nào đó. Bởi vì những tia cực tím của mặt trời nó xuyên qua được cả cửa kính, cả tường nhà. Thì thực sự ra với những các cái khẩu trang mỏng manh thì nó không che chắn được một cách tuyệt đối, mà chúng ta phải cần sử dụng kem chống nắng. Cái nữa đó là sử dụng mỹ phẩm sai trái. Thì hiện nay có rất là nhiều những các cái loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc nguyên nhân, không rõ nguồn gốc xuất xứ, và mọi người sử dụng một cách rất là tràn lan.
thì chính cái sự tràn lan này nó cũng gây nên nám da. Và một cái nữa, nó thay đổi sắc tố da do tổn thương về bệnh lý, ví dụ do những các cái sẹo về mụn trứng cá để lại, hoặc là những các cái vết do bị ngã va đập, thì nó cũng gây ra những các cái vấn đề là thay đổi sắc tố trên da. Cái nám ấy có rất là những người sai lầm trong cái cách điều trị nám, đó là khi mà thấy bị nám thì lột lột cái bề mặt da đi, sử dụng những các cái phương pháp lột tẩy thì trông da nó rất là sáng đẹp, trông có vẻ trắng, nhưng nó chỉ trong khoảng thời gian vô cùng ngắn. Bởi vì các anh chị thấy rằng đây, ở cái hình ảnh này, nám nó nằm ở cái lớp đáy của lớp biểu bì do một cái tế bào có tên là melanocyte, nó sản sinh ra những các cái sắc tố melanin, thì các cái sắc tố melanin này nó liên tục nó tăng sinh và nó được đẩy lên trên bề mặt da và nó tích tụ thành những mảng đám hoặc là những chấm, chúng ta hay gọi là nám hay tàn nhang. Thì nếu như mà chúng ta loại bỏ đi da ở trên bề mặt thôi, thực sự ra thì không ngăn chặn được cái nám, nó mờ đi được là bao nhiêu, mà chỉ làm cho cái da của chúng ta nó mất đi cái lớp bảo vệ trên cùng, thì ánh nắng mặt trời nó chiếu vào nó càng gây nám nặng thêm. Hiện tím phải nói là một cái công nghệ mới, đó là sự ra đời của chip sinh học AgeLOC. AgeLOC nó có, đây là một tên của công ty LifeScience Technology. Họ khi mà họ cho ra đời cái công nghệ ageLOC và đưa vào từng những các cái vi mạch nhỏ và chúng ta hay gọi là những các cái chip hay còn gọi là chip sinh học, thì tất cả những các cái chip này nó được đưa vào trong các cái sản phẩm dưỡng da trong những các cái bộ ageLOC. Nó có tác dụng làm gì? Nó có cái tác dụng là nó điều chỉnh và sửa chữa những các cái lỗi ở trong gen của chúng ta. Và đặc biệt đối với những sản phẩm ở trong những các cái bộ mỹ phẩm bôi mà có công nghệ ageLOC, nó tìm kiếm lại những các cái nhóm gen trẻ và nó tái thiết lập lại những các cái nhóm gen đó. Tôi ví dụ là như thế này, nếu như mà một người ở ở những lứa tuổi 40-50 tuổi, có nghĩa là gì? Có nghĩa là thường là chúng ta nói là tuổi đấy là da bị bắt đầu bị lão hóa rồi, thậm chí lão hóa từ 30 tuổi cơ. Thì cái lão hóa có nghĩa là gì? Nó có sự mất ổn định ở trong những các cái gen. Ví dụ như là những các cái collagen nó sẽ bị giảm sút, nó làm cho da mặt trùng, nhão chảy, hoặc là những các cái sắc tố melanin nó tăng lên thì nó làm cho da của chúng ta bị nám. Thì cái ageLOC này nó vào, nó tìm những các cái nhóm gen thời còn trẻ 18 đôi mươi để nó thiết lập lại những các cái nhóm gen đó. Ví dụ như là nếu như mà cái collagen giảm sút thì nó sẽ đẩy lên sự cân bằng để tăng lên. Cái melanin tăng lên thì nó kéo cho thấp xuống để làm giảm xuống. Chính vì cái sự điều chỉnh tăng giảm như thế, nó làm cho những các cái sắc tố melanin nó cũng dần dần nó sẽ giảm bớt đi, giảm trên bề mặt da đi. Thì đấy là với những các cái sản phẩm bôi bên ngoài. Và sản phẩm bôi bên ngoài, đây là một cái nghiên cứu về gen. Họ tìm ra những các cái nhóm này phục hồi tái tạo lại, và đây là một cái biểu đồ gen đã được mã hóa. Thì khi còn trẻ như ở cái hình bên trái ấy, thì cái màu xanh nó rất là nhiều. Tuy nhiên nếu như mà cái gen bị lão hóa rồi thì cái hình màu đỏ nó sẽ nhiều hơn. Nhưng nếu công nghệ ageLOC được đưa vào trong gen, đưa được sâu vào trong những các cái tế bào da thì nó lấy lại hơn 92% như trạng thái ban đầu, tức là giống như cái biểu đồ gen khi còn trẻ. Và Nu Skin thì với công nghệ ageLOC, với chip sinh học ageLOC đã được đưa vào bộ sản phẩm, đó là bộ sản phẩm ageLOC Transformation, thì trong cả bốn sản phẩm này đều có chứa công nghệ ageLOC. Thì bốn sản phẩm này là gì? Thứ nhất là sữa rửa mặt. Sữa rửa mặt của Nu Skin thì đây nó là một loại sữa tạo bọt, rất là nhẹ, không có kiềm, không có sút,
Cho nên là các anh chị khi mà rửa mặt, nếu mà chúng ta chẳng may có bị bắn một chút vào mắt thì chúng ta thấy là nó không bị cay, hoặc là vào miệng, nếu mà anh chị nào mà có muốn nếm thử thì chắc chắn là sẽ không thấy chát của cái vị sút. Thì đây là một sản phẩm hai trong một. Thông thường ra là chúng ta rửa mặt xong bao giờ chúng ta cũng phải sử dụng nước cân bằng để làm gì? Để cân bằng cái độ pH trên da và nó tăng thêm những các cái độ ẩm cho da. Nhưng sản phẩm này, đây là một sản phẩm hai trong một cho nên là rất là tiện dụng với tất cả mọi người. Có nhiều người hỏi Nguyệt rằng là nếu mà sản phẩm như thế thì có đảm bảo cái độ cân bằng, có người ta có cảm giác là khi mà bị rửa đi rồi thì nó sẽ không còn cái sự cân bằng nữa. Thực sự ra là cái sữa rửa mặt này có thể rửa lâu hơn bình thường. Thông thường thì các cái sữa rửa mặt bình thường chúng ta có thể chỉ cần cho lên da mặt, tạo bọt, rửa trong khoảng 30 giây là chúng ta không phải rửa mặt đi và không được để lưu quá lâu trên da. Nhưng với cái sản phẩm này thì chúng ta có thể giúp cái lỗ chân lông, những các cái lớp biểu bì, và đặc biệt là trong cái thời gian trong vòng độ khoảng tầm 1 phút đó, nó sẽ lấy lại những các cái cân bằng lại những các cái độ pH trên bề mặt da và nó tăng thêm cái độ ẩm cho da. Cái sản phẩm thứ hai đó là cái sản phẩm kem dưỡng ngày. Thì với cái chỉ số SPF 25 là một cái chỉ số lý tưởng cho chống nắng. Thông thường thì đây là một cái sản phẩm ngăn chặn được tia cực tím một cách tối đa. Ngoài ra thì nó còn có tác dụng, nó chống được những các cái khói bụi xăng xe cũng như là ô nhiễm môi trường. Nếu như mà cái chỉ số chống nắng càng cao, có nghĩa là nó sẽ cái mức độ bít lỗ chân lông càng nhiều. Và nếu như mà những người mà không thường xuyên phải phải làm việc ngoài trời quá lâu thì chúng ta chỉ nên sử dụng những các cái chỉ số chống nắng, kem chống nắng ở cái nhiệt độ từ 15 đến 30 là tối đa. Còn ngoài ra thì nếu mà những các cái chỉ số chống nắng cao thì chỉ thích hợp đối với đi tắm biển hoặc đối với những người mà có những các cái công việc ở ngoài trời lâu. Và nếu như mà như lúc trước mình cũng có nói là cái sản phẩm mà những các cái sản khi mà chúng ta sử dụng những các cái khẩu trang đeo ở trên mặt không ấy thì tia cực tím nó vẫn có thể xuyên qua được. Nếu như chúng ta phải sử dụng những các cái sản phẩm mà có những các cái chỉ số chống nắng thì nó mới được bảo vệ một cách tối đa. Cái sản phẩm thứ ba đó là cái sản phẩm ban đêm. Thì cái sản phẩm này nó có tác dụng là nó tăng cường cái độ ẩm cho da và nó làm cho cái da nó trẻ trung, nó làm da trẻ trung, nó giảm những các cái nếp nhăn đi. Thì khi mà sử dụng cái sản phẩm này thì chúng ta bôi, chúng ta thấy có một cái lớp nó giống như là một cái lớp màng. Nếu như mà chúng ta để khô, chúng ta xoa nhẹ thì chúng ta sẽ thấy nó giống như là ghét rơi ra. Tuy nhiên thì Nguyệt cũng khuyên các anh chị là khi mà nên sử dụng cái sản phẩm đêm này thì sau khi sử dụng serum xong, chúng ta bôi một cái lớp mà kem đêm này ra bên ngoài và chỉ dàn nhẹ nó ra và không xoa thêm, sẽ để nó tự ngấm vào và không nên kỳ cái lớp màng đi. Bởi vì cái lớp màng này chính là một cái lớp che chắn để tránh sự bay hơi nước trên bề mặt da. Và có rất là nhiều những các cái sản phẩm cao cấp của các hãng nổi tiếng, ví dụ như là Lancôme hoặc là Christian Dior cũng đều có những các cái lớp màng bảo vệ ở những các cái dạng kem cao cấp. Và một cái sản phẩm vô cùng đặc biệt đó là cái serum. Serum trong bộ AgeLOC Transformation này nó có tác dụng là tái tạo tế bào lớp đáy. Khi mà tái tạo tế bào lớp đáy và căn chỉnh lại những các cái cân bằng sắc tố của da cũng như là cân bằng những các cái trạng thái của da thì cái sản phẩm này nó sẽ làm nhanh chóng cái da nó được trẻ trung, nó được khỏe và nó làm giảm những các cái nếp nhăn. Nếu như mà bình thường da, cái vấn đề thay thế của da ấy, khi một lớp tế bào sinh ra và đẩy lên trên bề mặt chết đi và bong đi thì nó có một vòng đời trong vòng 28 ngày. Đấy là thông thường ở cái tuổi trẻ. Tuy nhiên thì nếu mà ở độ tuổi khoảng 40 thì cái vòng đời của nó không phải là 28 ngày nữa mà nó thậm chí là 28 ngày nhân nhân 2. Và nếu mà ở những tuổi 60 thì vòng đời của một một lớp tế bào nó là 28 ngày nhân 3, tức là tương đương với 3 tháng nó mới được tái tạo.
Thì cái sản phẩm serum này nó đưa vào để nó kích thích cái sự tái tạo tế bào một cách nhanh chóng, tối đa dù ở tuổi nào chỉ trong vòng 28 ngày. Do đó là nó sẽ lấy được lại những các cái sự trẻ trung cũng như là nó làm giảm đi những các cái nếp nhăn trên da. Thông thường thì sau khi sửa sữa rửa mặt xong thì chúng ta nên sử dụng serum. Và nếu mà chúng ta sử dụng đủ, có nghĩa là chúng ta phải nên sử dụng là ấn hai cái ấn xịt kịch xuống đến đến dưới, tức là ấn hai xịt đầy, chứ nhiều người bôi một lớp rất là mỏng thì nó sẽ không đủ sản phẩm để thẩm thấu vào trong da. Sau độ khoảng 1 phút thì chúng ta có thể sử dụng cái kem ban đêm và bôi một lớp mỏng ở bên trên dàn đều. Và lưu ý các bạn là tránh, không nên xoa cái sản phẩm này. Thì hiện nay khi sử dụng bộ Transformation nó sẽ có một số những các cái hiện tượng, và đây là những các cái hiện tượng rất tốt khi mà các bạn sử dụng hoặc là tư vấn cho khách hàng của mình sử dụng. Nếu có một trong những các cái hiện tượng như sau thì hãy nói khách hàng chúc mừng chị vì là đây là cái sự phản ứng của chị với sản phẩm quá tốt. Còn chị, em chỉ sợ nó không có những các cái phản ứng như thế thì mới đáng lo ngại. Nguyệt có một chị bạn hớt ha hớt hải tìm gặp sau khi 15 ngày sử dụng bộ Transformation, hỏi Nguyệt ơi có nhà không để chị đến chị gặp, mà hôm nay em đi vắng. Ôi thôi chết rồi, cấp cứu khẩn trương khẩn trương. Mình bảo lo không, có việc gì không à chị? Có việc quan trọng lắm, không được rồi, chị dùng cái bộ này không được rồi. Thế xong bảo có vấn đề gì à chị? Thế thì chị còn nói là ôi dồi, chị dùng 15 ngày rồi, bây giờ da của chị sạm đi, lại còn có mấy nếp mụn nổi lên nữa mà chưa bao giờ chị bị như thế này. Thế thì Nguyệt cho một câu là ôi dồi, reo ầm lên, ôi chúc mừng chị, may quá chị lại có hiện tượng đấy. Thế chị ngạc nhiên quá, chị bảo quái, rõ ràng mình bị những các cái hiện tượng nó xấu như thế mà lại cô lại chúc mừng. Thế thì bảo sao em lại chúc mừng chị, thì mày thích. Nguyệt mới thích chị, và khi chị hiểu thì chị ý rất là vui vẻ, và bây giờ chị được phục hồi nó hơn cả sự mà chị ý. Thì trong những ngày đầu, một vài đầu 5 ngày đầu sử dụng thì nó chưa có những các cái hiện tượng gì xảy ra. Tuy nhiên đến khoảng tầm sau 2 tuần thì nó sẽ có một số các hiện tượng. Thứ nhất là hiện tượng sạm da. Thì cái sạm da này mình có thể hiểu hoặc giải thích với khách hàng là đây nó là cái vấn đề, cái mức độ tái tạo nhanh của cái tế bào lớp đáy nó được đẩy lên trên bề mặt, và khi đó thì tất cả những các cái lớp sạm này nó sẽ được bong đi, và những các cái sạm, những các cái lớp biểu bì dày ở trên bề mặt da của chị nó cũng sẽ được tự bong tróc đi. Tuy nhiên thì cái sự bong này nó sẽ không nhìn thấy, và rửa mặt hàng ngày mỗi một ngày nó đi, nó sẽ lấy dần đi những các cái tế bào chết trên bề mặt da một cách nhanh hơn bình thường, cho nên là nó gây nên những các cái hiện tượng sạm sạm da. Cái thứ hai nữa là có một số những các cái hiện tượng mà hơi chích nhẹ nhẹ giống con kiến, thỉnh thoảng nó nháy một chỗ hoặc là hơi buồn 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 thì cũng phải chúc mừng khách hàng, bởi vì khi đó có nghĩa là cái tế bào của khách hàng đang được khởi động lại. Với những người mà da bị khô hoặc da bị quá lão hóa thì cái hiện tượng này rõ nét nhất. Vì chúng ta đã biết rằng là những da bị lão hóa có nghĩa là những tầng tế bào trên bề mặt da nó bắt đầu bị xẹp rồi, nó không đủ dưỡng chất. Thì khi những các cái dưỡng chất cũng như là cái sự cân bằng nó được trở lại thì cái tế bào nó như được hồi sinh, giống như một cái cây héo ấy, được tưới nước thì nó bừng tỉnh dậy. Thì khi mà cái tế bào nó căng tròn, nó sẽ có sự gọi là va chạm, nó có sự cọ sát nhẹ giữa các tầng tế bào với nhau. Chính những điều này nó sẽ có gây cho chị em sử dụng là có thấy cái hiện tượng hơi lăn tăn buồn buồn nhẹ nhẹ đấy, và thỉnh thoảng hơi như con kiến cắn. Thì những các cái hiện tượng này nó sẽ nhanh chóng hết hết rất là nhanh chóng thôi, bởi vì khi mà da nó được đầy đủ dưỡng chất rồi. Và một cái hiện tượng nữa mà thường gặp nhất đấy là cái hiện tượng nổi mụn. Với những các cái người mà sử dụng thường xuyên trang điểm hoặc da quá khô thì hay có những các cái hiện tượng nổi mụn. Cái da quá khô hoặc trang điểm hoặc là sử dụng những các cái sản phẩm có những các cái tinh chất trắng da từ trước đây thì những các cái sản phẩm này nó sẽ để lại những các cái kim loại nặng ở dưới da. Thì khi cái sản phẩm này được đưa sâu vào trong da thì nó sẽ đẩy toàn bộ những các cái độc tố ở dưới da lên trên bề mặt da. Thì chính những các cái hiện tượng này nó cũng là những các cái hiện tượng mà chúng ta thấy là thỉnh thoảng cũng lên một vài những các cái nốt mụn ở trên da.
và những các cái hiện tượng này nó cũng sẽ dần dần nó cũng sẽ hết đi. Tuy nhiên thì cái hiện tượng mụn này nó sẽ hết chậm hơn là cái hiện tượng mà hơi sạm và hơi hơi lăn tăn buồn một chút. Thì đấy là những dấu hiệu tốt khi sử dụng sản phẩm của cái bộ AgeLOC Transformation, có nghĩa là da của chúng ta được đang căn chỉnh lại và nó sẽ được trẻ hóa hoàn toàn sau một thời gian sử dụng. Thông thường thì một bộ sản phẩm này trong vòng từ 2 đến 3 tháng là hết một bộ sản phẩm này. Và để có được những các cái kết quả tốt nhất đối với những người mà bị nám da, nên sử dụng tối thiểu khoảng 2 bộ sản phẩm thì sẽ có kết quả tốt hơn. Và hiện nay thì một số người cũng đang sử dụng cái bộ Chi Fix Oil. Thì đây là một cái bộ sản phẩm nó làm sáng da tổng thể. Cái sản phẩm này thì nó cũng làm ngăn ngăn chặn ức chế những các cái sự hình thành cũng như là sự tăng tăng sinh của những sắc tố melanin. Thì cái bộ sản phẩm này thì có với những các cái người mà các bạn tuổi còn trẻ mà da chưa bị lão hóa nhiều và cái kinh tế cũng vừa phải thì sử dụng cái bộ sản phẩm này. Nó sẽ có tác dụng làm sáng tổng thể cái bề mặt da và nó sẽ ngăn chặn những các cái hình thành ngăn chặn những các cái hình thành sắc tố melanin. Tuy nhiên thì để mà có cái kết quả nhanh là mờ những các cái vết nám thì theo kinh nghiệm của Nguyệt và theo những các cái khách hàng của Nguyệt theo dõi sử dụng thì sử dụng bộ AgeLOC Transformation thì có kết quả nhanh hơn nhiều so với sử dụng bộ Chi Fix Oil. Và những các cái bộ Chi Fix Oil này thì với những người mà có tuổi thì nó không giải quyết được những các cái vấn đề bị lão hóa. Nhưng bộ bộ Transformation thì nó cải thiện đồng đồng thời với những các cái việc sắc tố trên bề mặt da thì nó còn cải thiện những dấu hiệu khác là tám những các tám dấu hiệu. Tức là nó sẽ cải thiện những các cái cấu trúc bề mặt da, nó cải thiện những các cái độ ẩm của da, nó cải thiện những nếp nhăn, nó cải thiện những các cái lỗ chân lông, cải thiện những các cái dấu hiệu trùng nhão bởi collagen và elastin bị đứt gãy hoặc bị thiếu hụt. Và đấy là những các cái dấu hiệu lão hóa nó cải thiện được. Và cái bộ Chi Fix Oil này thì nó sẽ làm sáng đối với những các cái bạn trẻ. Chúng ta có rất là nhiều thể bệnh. Thì Estera 1 thứ bạn ở lứa tuổi từ 25 đến 45 tuổi. Estera 2 thì sử dụng ở những chị ở tuổi tiền mãn kinh và Estera 3 thì sử dụng ở lứa tuổi đã sạch kinh rồi. Thì ngoài hai cái sản phẩm cân bằng nội tiết tố thì đặc biệt vô cùng vui mừng thông báo với cả tất cả chị em hiện nay cái công nghệ AgeLOC đã được đưa vào cái sản phẩm Vitality và đặc biệt ở Việt Nam thì đã có cái sản phẩm R2 mà cái sản phẩm này là một cái sự săn lùng trên toàn thế giới. Thì cái sản phẩm 2 nó có một cái sản phẩm ban ngày, nó giống như lọ Vitality, nó có tác dụng làm tăng những các cái năng lượng của cơ bắp, những các cái năng lượng của trí trí não cũng như là những các cái về về sức khỏe về tình dục. Và cái sản phẩm này thì đã rất là nhiều người sử dụng có kết quả thấy tinh thần được sảng khoái, nó reset lại, khởi động lại tế bào, renew lại, làm mới lại tế bào và review lại tế bào. Tuy nhiên thì cái lọ ban đêm nó là một lọ sản phẩm mà Nguyệt cho là chưa có một công ty nào có được. Cái sản phẩm lọ ban đêm nó có tác dụng là lọc và làm sạch cơ thể từ tế bào. Chúng ta biết rằng là khi mà một cơ thể nó không được sạch sạch, tất nhiên là ở những các cái lứa tuổi ngoài ngoài 20 trở ra hoặc là biết ăn biết uống, thậm chí đến những em bé độ khoảng từ 10 tuổi đi chăng nữa, thì mỗi một năm chúng ta càng già đi thì cơ thể của chúng ta lại tích tụ càng nhiều độc tố và những các cái độc tố đấy nó được hiện hữu trong cơ thể, ví dụ như là ở đường tiêu hóa, ví dụ như là cholesterol ở trong máu, mỡ trong máu, hoặc là những gan sỏi ở đường mật, sỏi thận, hoặc là gan nó có những các cái độc tố ở trong gan
thì tất cả những các cái độc tố đấy là những các cái độc tố đã hiện hữu rồi. Do là gì? Do là hàng ngày, do quá trình ăn uống, do quá trình hít thở không khí. Và chúng ta thông thường chúng ta chỉ mua ở trên thị trường hiện nay chỉ có những các cái sản phẩm thải những các cái độc tố đã hiện hữu. Tuy nhiên thì những các cái độc tố không hiện hữu, những độc tố vô hình nó nằm sâu trong tế bào của chúng ta thì chúng ta lại không lưu ý đến. Tức là cũng là từ cái gốc. Nếu như mà chúng ta chỉ giải quyết những các cái ngọn, đó là những các cái độc tố đã hiện hữu, thì những độc tố ở trong tế bào nó lại tiếp tục nó tích tụ lại và nó lại trở thành những cái hiện hữu. Cho nên là nếu như chúng ta thải độc tố được từ trong cái tế bào thì khi mà một tế bào khỏe mạnh, dưỡng chất được đưa vào nuôi dưỡng tế bào đầy đủ, độc tố được lấy ra thì chắc chắn là những tế bào đấy không bao giờ là một tế bào mang bệnh cả. Còn nếu như mà một cái tế bào mà ở bên trong có chứa quá nhiều độc tố mà không được thải ra ngoài thì nó sẽ là những các cái tế bào bị bệnh, nó sẽ làm thiếu những các cái năng lượng cho tế bào và cơ thể sẽ yếu mệt kèm theo rất là nhiều bệnh tật. Cho nên là cái sản phẩm R2 này thì đã có một số những các cái minh chứng của những người đã sử dụng. Đó là gì? Đó là khi sử dụng những các cái về 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 sắc đẹp thì như là bọng mỡ mắt đã có một số người cải thiện, có một số người cải thiện những các cái vết rỗ ở trên mặt, có một số người cải thiện những các cái vết nám ở trên mặt. Đấy là những minh chứng của những người sử dụng cho được những các cái kết quả như vậy. Và cái kết quả này, cái minh chứng này thì cái bài R2 lần trước Nguyệt đã post cho các anh chị xem rồi. Ngoài ra nó còn có cái tác dụng đối với một số những các cái bệnh lý ở trong cơ thể hoặc là với những các cái mất cân bằng trong cơ thể, ví dụ như là chứng tóc bạc sớm này, những các cái chứng ngủ ngủ ngáy này, đi tiểu đêm nhiều lần này, hoặc là những các cái bệnh lý như là đau xương, đau lưng, đau khớp, hoặc là không có con do ảnh hưởng của những các cái vấn đề về 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 mất cân bằng nội tiết. Thì đây là một cái sản phẩm mà Nguyệt cho là rất là hữu hiệu và tất cả mọi người thì đều nên sử dụng cái sản phẩm này. Và sản phẩm này thì ai cũng có thể sử dụng được, kể cả nam giới và phụ nữ trên 18 tuổi. À, mà Nguyệt lưu ý là như này, hiện nay có rất là nhiều anh nam giới bị nám nhé, chứ không phải là chị em phụ nữ không đâu. Nam giới bị nám nhưng người ta lại rất lười bôi chát những các cái sản phẩm lên 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 trên bề mặt da. Vì thứ nhất là nam giới vốn vốn không có cái sự kiên trì và không vốn không không muốn bôi cái gì cả, mà lại nếu mà bôi cái gì mà lại có màu sắc hay là có độ bóng nhờn thì lại càng càng không muốn bôi. Chính vì thế cho nên là các anh nam giới cần phải sử dụng cái AgeLOC, cái R2 này ngay lập tức, bởi vì các anh nhiều độc tố hơn chị em phụ nữ vì rượu, vì bia, vì thuốc lá vân vân. Đấy, cho nên là các anh cần phải sử dụng cái sản phẩm này thì nó sẽ thanh lọc được những các cái độc tố từ trong những các cái tế bào, những các cái gan, cái thận, cái phổi khi mà chúng ta đang ngủ buổi đêm. Và đặc biệt là chị em phụ nữ thì tránh ánh nắng mặt trời, không sử dụng những các cái mỹ phẩm và không rõ nguồn gốc, và tuyệt đối là không nên lột da, không sử dụng những các cái loại kem làm trắng da cũng như là những các cái kem tẩy da, bởi vì những các kem này rất là nguy hiểm. Nó sẽ là một con dao hai lưỡi, mà chính thức nó là một con dao làm tổn hại đến những các cái vấn đề teo bề mặt da hoặc ung thư da. Đây là những các cái điều mà đã rất nhiều người đã gặp phải và sẽ không điều trị được. Nếu như mà nó bị nặng thì cần phải đến bác sĩ. Và Nguyệt cũng vừa chia sẻ với các anh chị về những các cái nám cũng như là những các cái nguyên nhân gây nám và những các cái cách phòng cũng như là cách chống, để cho làm thế nào để da của chúng ta được ổn nhất, đẹp nhất và có sự cải thiện một cách nhanh nhất đối với những các cái vấn đề về nám da. Và xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của tất cả các anh chị. Và Ok nếu như mà các anh chị có câu hỏi gì thì sẽ xin hỏi người sẽ trả lời các anh chị. Nguyệt. Ok Nguyệt, mình có thời gian cho một vài cái câu hỏi. Câu đầu tiên là chị cháu năm nay 39 tuổi có dùng Vitality kết hợp với dùng bộ trị nám được 10 ngày thì thấy nổi mẩn đỏ, vậy có sao không?
Cái sản phẩm Vitality là cái sản phẩm uống ở bên trong, nó không liên quan gì đến cái vấn đề nổi mẩn đỏ. Và nổi mẩn đỏ rất có thể là do là khi sử dụng cái bộ transformation. Nhưng cái vấn đề là cái mẩn đỏ của chị cháu là nó là mẩn như thế nào. Nếu như mà nó mẩn thành những các cái đám nhỏ ở hai bên cạnh tai trở xuống và nó giống như những mảng kê thì nên ngưng sử dụng sản phẩm lại. Rất có thể là da của chị cháu đang bị thiếu nước một cách trầm trọng. Và chúng ta có thể là sử dụng từng sản phẩm một, thử thử từng sản phẩm một. Và nếu mà thử thì nên thử ba cái sản phẩm là sữa rửa mặt, kem ngày và kem đêm trước, bỏ cái serum ra sau, và chúng ta có thể sử dụng sau một chục ngày. Nếu như mà chúng ta đầu tiên là sử dụng sữa rửa mặt mà nó ổn, không có vấn đề gì, chúng ta sử dụng tiếp kem ngày. Sử dụng tiếp kem ngày vài ngày nó ổn, không có vấn đề gì, chúng ta sử dụng tiếp kem đêm. Và đặc biệt là với những các cái da mà nổi mụn thì Nguyễn khuyên là nên sử dụng tăng, tức là sử dụng cái sản phẩm ban đêm. Với những các cái da dầu nhá thì không nên sử dụng cái bộ transform, chưa nên sử dụng cái bộ transformation quá nhiều. Và đặc biệt là cái kem đêm nó tăng cường cái độ ẩm cho da và nó giữ nước, hút nước vào cho da. Cho nên là với những các cái da dầu thì cái kem đêm chúng ta phải bôi giảm cái lượng đi, chỉ bôi một lớp mỏng thôi. Còn với cái da quá khô mà chúng ta bôi lớp mỏng thì hoặc là chúng ta sử dụng cái serum thì nó cũng rất là dễ mẩn. Cho nên là bạn có thể là nói với chị là dừng dừng lại nếu như mà nó bị quá dày những các cái vết mẩn, và thử từng sản phẩm một. Bởi vì tin chắc rằng cái bộ transformation này nó an toàn, rất là an toàn đối với tất cả mọi người. Và một bộ sản phẩm này có thể sử dụng cho tất cả mọi loại da cũng như tất cả các lứa tuổi. Ok, câu hỏi tiếp là trên thị trường đó thì có rất nhiều sản phẩm về trị nám, vậy thì cái ưu điểm của sản phẩm trị nám của Nucin là gì? Hiện nay thì các sản phẩm trị nám thì các giáo sư đầu ngành trong ngành y khoa đều trả lời là nám không bao giờ chữa khỏi 100% cả, và nó chỉ làm giảm mờ hoặc ngăn chặn không cho phát triển. Thì với những các cái sản phẩm trị nám ở thị trường, nó chỉ có thể là có một số những các cái sản phẩm nó mang tính chất lột tẩy và nó loại bỏ cái bề mặt da đi, và mọi người tưởng rằng là nó điều trị được nám, nhưng mà cái đấy hoàn toàn không phải, bởi vì ngưng sử dụng lại là nó sẽ bị nám trở lại rất là nhanh chóng. Và có rất là nhiều những hãng, thậm chí những hãng nổi tiếng sản xuất ra những các cái sản phẩm điều trị nám, tuy nhiên cũng vẫn chưa thành công. Và Nu Skin thì có một cái ưu việt rằng với cái công nghệ ageLOC, nó đi sâu vào trong những các cái gen để nó tái thiết lập lại những các cái nhóm gen trẻ. Và rõ ràng là tất cả chúng ta đều biết những các cái bạn trẻ ở lứa tuổi từ 15 đến 17 tuổi gần như không có bao giờ có ai bị nám cả. Thì cái sản phẩm này nó đi vào, nó sẽ căn chỉnh, nó tìm lại những nhóm gen trẻ đó để nó thiết lập lại những các cái nhóm gen đó. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu như cái melanin, tức là những các cái sắc tố bị gây nên nám ấy, nó tăng lên thì cái ageLOC vào nó sẽ kéo cái melanin nó giảm dần sự tăng sinh đi. Và chính vì thế cho nên là những các cái vết nám nó sẽ mờ đi. Tuy nhiên thì cái nám nó không thể mờ một cách nhanh chóng ngày một ngày hai, và không có một cách nào có thể điều trị một cách nhanh chóng là ngày một ngày hai. Mà chúng ta cần là phải cần có thời gian, trong thời gian tối thiểu khoảng 3 tháng, từ 3 đến 6 tháng. Thì đấy là cái ưu việt của Nu Skin mà hiện nay chưa có một cái hãng nào có thể làm được điều đó. Rồi, cảm ơn bây giờ để có mình có một cái câu hỏi cái này để mình đọc qua thử là không có bỏ dấu đó. Khách của em bị bỏng mặt rất nhiều. Em cũng đã chạy máy và dùng cái Transform, cái bộ Two Phase Essence Ultra kết hợp với dưỡng ban đêm của bộ Transformation, không biết vậy có được không? Có được tốt không, vì khách hàng này của em không đủ điều kiện dùng cả cái bộ transformation. Nếu được nhờ chị tư vấn thêm cho em về cách chữa trị bỏng mặt. Cảm ơn chị nhiều. Bọng bọng mắt chắc là Bỏng bọng mắt. mặt. Bỏng mặt. Bây giờ nghe là bỏng mặt. Bóng mặt, Bỏng bóng mặt là sử dụng cái gì mà bóng mặt? Cam bỏng, Vâng, bỏng thì bỏng hiện nay ở mặt.
bọng mở tí mắt. Cái sản phẩm Too Faced Eyes Idea, đó là một sản phẩm điều trị bọng mắt và thâm quầng mắt, bôi một ngày 2 lần. Nếu như mà chị của bạn có thể sử dụng cái sản phẩm đó, nhưng nếu như mà kết hợp được sử dụng thêm chạy máy Galvanic Spa với cái Too Faced Light Corrector thì cái kết quả của nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Và nếu mà chị của bạn chưa có điều kiện thì nên sử dụng cái sản phẩm Too Faced Eyes Idea để bôi một ngày 2 lần sáng và tối. Và bạn có thể giúp chị bạn hoặc là có một ai đó có máy thì chị bạn mua một cái tuýp Too Faced Light Corrector và chạy máy có thể hàng ngày. Và lưu ý là chạy thì chạy từ ngoài, từ phía ngoài đuôi mắt vào phía bên trong mũi và kéo nhẹ xuống dưới mũi một khoảng 1 cm, tức là mình đưa từ ngoài vào và đến mũi kéo nhẹ xuống thì cái bọng mắt của chị bạn sẽ được giảm đi một cách rất là nhanh chóng. Và đấy là cái giá thành nó rất ít rồi. Rồi, câu hỏi tiếp. Chị ơi cho em hỏi, có khách hàng nữ mặt bị nhiều mụn sần và da khô nổi nhiều tế bào chết trên bề mặt thì dùng loại nào của Nu Skin? Thì đương nhiên bạn nên sử dụng sản phẩm và bộ sản phẩm trị mụn. Thì hiện nay nếu mà da mà vẫn đang bị viêm, có một số những cái nốt mụn viêm thì nên sử dụng thêm cái tuýp chấm mụn là cái Blemish Treatment, và đắp mặt nạ cái clay pack là cái mặt nạ hút dầu. Và thường ấy là với những người mà da bị mụn nhưng mà sử dụng một số những các cái xà phòng hoặc một số những các cái bộ sản phẩm nào đó để điều trị mụn chỉ mang tính chất là gây khô trên bề mặt thì nó sẽ làm cho da khô và ngứa rất là khó chịu. Thì nếu mà trường hợp da khô ngứa thì bạn có thể sử dụng những các cái tẩy tế bào chết, cái sữa rửa mặt, cái croup ấy, cái tẩy tẩy da chết nhẹ bằng cát của Nu Skin. Và bạn có thể sử dụng thêm, nếu mà bị ngứa thì bạn có thể sử dụng thêm cái sản phẩm đó là cái Enhancer. Enhancer là cái lô hội. Thì bạn có thể đắp bôi một lớp kem đó lên bất kể một giờ nào trong ngày cũng được, nhưng mà tốt nhất là vào đầu giờ buổi chiều thì bôi một cái lớp Enhancer lên. Sau độ khoảng tầm 1 tiếng thì bạn đi rửa mặt. Rửa mặt vào buổi tối thì bạn nên sử dụng cái bộ trị mụn. Bởi vì cái bộ trị mụn này nó không làm khô khô cái bề mặt da giống như những các cái bộ trị mụn khác, mà đặc biệt là nó lấy lại, nó tái thiết lập lại cái cấu trúc bề mặt da rất là tốt. Cho nên là bạn cần sử dụng bộ bộ sản phẩm trị mụn kết hợp thêm sử dụng cái Enhancer để cho chống khô da đấy, và như thế thì sẽ có kết quả tốt. Rồi, ok, mình không có một cái câu hỏi, có một cái câu chót, còn một vài phút. Mặt và chân tay nứt nẻ vào mùa đông đó thì dùng cái sản phẩm gì? Cái câu hỏi của chị Tăng Thiệu Vệ. Cái chân tay nứt nẻ thì hiện nay ở Nu Skin nó có cái sản phẩm là cái so so food cream ấy, thì cái sản phẩm này và so lotion, thì cái sản phẩm này nó là một cái sản phẩm mà chống nứt gót chân vô cùng tốt và hữu hiệu. Bạn bôi hàng ngày 1 ngày 2 lần và buổi tối ngâm chân nước ấm thì những các cái da dày ở chân thì nó sẽ bở bở, nó bong dần đi và những các cái vết nứt nó sẽ không còn nữa. Thì đấy là đối với cả cái da chân và da tay. Đây là cái sản phẩm của Epoch, dòng Epoch. Và đối với mặt mặt nứt nứt nẻ thì bạn cần phải sử dụng kem dưỡng, những các cái kem tăng cường độ ẩm cho da. Và bạn thường xuyên đắp những các cái mặt nạ để tăng cường độ ẩm cho da. Và đi ra ngoài đường thì nên che đậy khẩu trang và tránh để những các cái hanh cũng như là cái ánh nắng nó tiếp xúc trực tiếp vào với da, thì cái da của bạn nó sẽ bớt khô đi rất là nhiều. Đặc biệt là bôi những sản phẩm dưỡng ẩm. Rồi, cảm ơn Nguyệt, cảm ơn Nguyệt rất nhiều. Bữa hôm nay nó có những cái kiến thức rất là thú vị. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả mấy anh chị. Thứ sáu tuần tới đó thì mấy anh mình đang ở Long Hải đó, nhưng mà cái chương trình về sản phẩm vẫn tiếp tục như thường lệ mấy anh chị.
những cái câu hỏi về sản phẩm, mấy anh chị nên kêu gọi tất cả mấy anh em và những người tham dự cái webinar này, không nhất thiết là chỉ là thành viên hay là nhà phân phối cho NuSkin, mà có thể là bất cứ người nào, bạn bè ở khắp mọi nơi trên thế giới. Mấy anh chị có thể mời vào và tham khảo những người chuyên môn tối thứ ba và tối thứ sáu. Một lần nữa cảm ơn Nguyệt và cảm ơn sự theo dõi của tất cả mấy anh chị. Chúc mấy anh chị ngủ ngon, hẹn gặp lại mấy anh chị ngày mai cũng vào giờ này, giao lưu với nuviet.com vào lúc 21 giờ giờ Việt Nam. Xin chào tất cả mấy anh chị.